Xin chào các anh em yêu quý. Tiếp tục giải U19 Đông Nam Á, phạt đền sẽ soi kèo trận cầu giữa U19 Malaysia và U19 Lào diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 7 trên sân Patriot Kanram Haga. Nhất nhị phân tranh. Đầu tiên mình sẽ nhận định về U19 Malaysia và U19 Lào nhé. Nghẹt thở là những gì mà đội bóng của huấn luyện viên Sajali vừa phải trải qua trong chiến thắng sát nút trước U19 Timor Leste. Mặc dù đã giành lấy 3 điểm trọn vẹn, cũng như quyền đi tiếp đến bán kết U19 Đông Nam Á 2022 sớm hơn một vòng đấu, nhưng với màn trình diễn bạc nhược trước U19 Timor Leste, thì ngay lúc này có lẽ người hâm mộ của U19 Malaysia sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui. Bởi ngay cả một đội bóng yếu như U19 Timor Leste vẫn có thể ghi đến 3 bàn vào lưới của U19 Malaysia, thì chẳng ai tin rằng họ sẽ bảo vệ được mảnh lưới của mình khi đối đầu với những đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Đó là chưa kể một trong 3 trung vệ sáng giá nhất của huấn luyện viên Sajali cũng đã phải nhận lấy chiếc thẻ đỏ và chỉ được ra sân trong trường hợp U19 Malaysia được vào đến trận chung kết mà thôi. Ở trận đấu cuối với U19 Lào, họ cần ít nhất một chiến thắng để có thể tránh được đội bóng mạnh nhất bảng A ở bán kết. Về phần U19 Lào, họ giành quyền đi tiếp đến bán kết U19 Đông Nam Á 2022 mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào to lớn khi đã có được trận thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng bảng. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Liên Sa Vành đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm, đang nhỉnh hơn vị trí thứ 2 U19 Malaysia 2 điểm. Và chỉ cần ít nhất một kết quả hòa ở trận đấu cuối cùng với chính U19 Malaysia, thì U19 Lào vẫn sẽ giữ được ngôi đầu bảng của mình. Tuy nhiên, đây hẳn không phải là nhiệm vụ quá dễ đối với thầy trò huấn luyện viên Liên Sa Vành. Mặc dù U19 Malaysia đang thi đấu rất khá chệch choạc ở thời điểm này, nhưng đừng quên lứa U19 của đất nước này vẫn đang là ông vua về nhì của giải đấu cao nhất Đông Nam Á cấp độ U19. Thậm chí, ngay chính những người hâm mộ nước nhà của Lào cũng đã nói trên mạng xã hội là đội bóng con cưng của họ đã rơi vào bảng đấu quá dễ thở. Chứ nếu lọt vào bảng A trước những U19 Việt Nam, Thái Lan hay đội bóng chủ nhà Indonesia, thì chưa biết chuyện gì sẽ đến với U19 Lào. Vì vậy, sự thận trọng là những gì mà các học trò của huấn luyện viên Liên Sa Vành cần lưu tâm trong trận đấu này, mặc dù kết quả của nó sẽ không ảnh hưởng đến chiếc vé vào bán kết. Giờ chúng ta sẽ soi kèo U19 Malaysia và U19 Lào nhé. Những lời nhận định ở trên không phải không có căn cứ, khi mà ở thời điểm này chúng ta có thể thấy U19 Malaysia đang chấp U19 Lào ở kèo châu Á lên đến nửa một. Một mức chấp mà theo các chuyên gia đánh giá là khá cao trong một trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục như thế này. Bởi dù cho có đứng nhất hay nhì bảng, thì đối thủ của họ đều là những cái tên sừng sỏ mà thôi. Vì vậy anh em nên cân nhắc với kèo U19 Lào nằm dưới, khi kết quả không quá quan trọng với họ, bằng việc ưu tiên giữ phần sức lực còn lại cho trận quyết chiến với những đội bóng chắc chắn mạnh hơn tại bán kết. Cụ thể phạt đền dự đoán kết quả soi kèo U19 Malaysia và U19 Lào như sau. Dự đoán tỷ số 1-1, kèo châu Âu, hòa, kèo chấp châu Á, U19 Lào nằm dưới nửa 1, kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi, 3 trái. Xin lưu ý, trên đây chỉ là phần dự đoán không phải một lời khuyên, anh em hãy cân nhắc khi xuống tay. Và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.